Rồi, chào các bạn nha. Mình mới sắt mấy miếng ổi xong nè, chuẩn bị đi thăm bãi rắn. Đụng gà trời nắng nóng nực quá mà cho ổi nó ăn á, chuột đỡ bị chết thôi, có nước nó đỡ chết thôi. Ổi mình thì ở đây ổi này ổi dụng nha, ổi này bị lỗi á, nó bị sâu đục này nọ, người ta không mua, người ta bỏ. Mà mình tận dụng lại, mình sắt mấy miếng nhỏ nhỏ này nè, đừng dày quá, cho nó ăn. Các bạn nào mà dùng nào mà trồng ổi mua là các bạn lại ở chỗ nào vườn ổi á, họ thường mấy ổi này họ bỏ hết à. Rồi mấy bạn mà tới mấy cái vườn ổi đó đó, rồi các bạn xin người ta cho luôn á, chứ người ta không có bán đâu, chứ người ta dục hết mà. Đó, mình sắt mỏng là vừa là đựng mỏng quá mà cũng đựng dày quá. Dày quá sợ bị cắn hơm, nhiều khi chuột nó ăn á, nó đẩy tới miệng hơm á, nó bị cắn hơm mình. Mình sắt mỏng quá thì nó dễ bị khô á. Sắt gì vậy là vừa về cả này là vừa. Nè ổi mình cái đống đó nè. Nó ở mẹ mình mới bán qua đó, họ dẹt ra đó, họ không bán, như vậy bị sâu hơi vàng vàng nè. Họ không có mua, họ bỏ hết nè, bán không được đó, bởi vì mình tận dụng lại. À mấy con chuột mình nè, đó ơi ghê. Mấy con chuột này là sáng mình đi gài bẫy đó, mình giấc mai món thì mình nướng siêu cay nó luôn, tóc tơ thôi mà. Cái này chủ yếu là nó ăn ổi mình đó, ồ phá ổi bà cố luôn. Dè nó qua trời kêu, dè gì đâu có kêu, mùa hè kêu quá trời. Rồi cái gì để tới điểm thăm mình quay tiếp cho bạn xem. Bữa nay mình thăm ở khu vực mà dính bữa đó, lúc trước mà dính con rắn hổ hành 900g với con chuột, với con ếch 400g á, nó chung vô chung bảy, hai con vô bảy, nằm ở khu vực đó. Rồi để tới điểm thăm quay tiếp cho bạn xem nha. Hay tới cái bẫy đầu tiên luôn, mở hàng suôn sẻ coi. Cái bẫy này vừa rồi thăm chất quốc à, mà lúc đợt trước nó nữa thì thăm dược dính rắn hổ hành khoảng 800g. Nặng cái coi, mở hàng suôn sẻ cái nha. Quốc nè. Ủa, chuột mình chạy ra, hello see you again luôn. Rồi, phát lương cho nó luôn. Nó gà nắng nóng gắn cũng ít đi. Đặt này kỹ lại mới được. Chỗ này im quá. Mong sau này dính hàng khủng nha. Rồi, đẹp kỹ. Dài bổ dài giang hồ thì mát á, mất bẫy hoài. Đấy. Cái này mình có đặt cái nè. Cái này thăm gọi hai lần chất quốc. Bỏ con nặng cái coi. Quốc con hàng khủng cho nó đã coi. Yeah. Đấy. Ủa, kiến lửa không chắc chuột mình tiêu mẹ là quá trời kiến lửa luôn các bạn ơi. Quốc nè. Ồ dính cắn lãi. Chuột cắn nó bỏ chết rồi dục hôm. Cắn lãi ngộ nó vô nó cắn chuột không chứ nó không có ăn. Này cắn lãi lắm. Con này cũng bự, cái lãi vậy là bự lắm rồi, cái lãi thường thường nó không bự lắm. Ừ. Nắng quá trời nắng. Mới qua bên Long xin được ông đưa cái chân quay xài đỡ nè. Rồi chân này yếu quá. Nó lắc tới lắc lui. Khó để quá. Cỏ quê thật chứ. Anh kiếm chỗ nào để, cỏ quá trời cỏ. Chân yếu quá trời. Ủa sai lầm thật chứ. Ủa chân nó yếu quá các bạn ơi. Cứ xìu à. Để tới nó nghiêng tới nghiêng lui cái máy này. Không có ngay gì hết. Ủa. Bữa nay cái ống nhựa trong cái vỏ mình dục ra ngoài luôn rồi. Bởi vì giờ không bỏ nhà rồi. Bởi vì bỏ sai lầm rồi. Con gắn lãi gì cũng bự lắm á. Nhìn cũng bự á. Chỗ mình giờ số gắn lãi nhiều. Ồ, cái lãi bự ghê trời. Trùm bá. Nó thường thường gắn lãi cắn chuột xong nó bỏ đi. Chứ nó không có ăn. Đó. Rồi để mình bắt nó ra. Dạ, gắn lãi nó cũng cắn giống như bạn. Nó không có độc nhưng mà nó cắn ghê. Ồ, nắng kinh khủng. Nó gà trời nắng nó hôi bức, nó không có gió nữa. Nóng ghê. Ồ, con gắn lãi trùm bá luôn ta. Nhưng gắn lãi này bự nhất nào giờ mình đặt phải. Con lãi thường nó không bự lắm nhưng mà con này vậy là bự lắm rồi đó. Con lãi này thường thường nó ăn chim rồi trên cây á. Sao nó thích cũng vô chuột mà cắn chuột chết bỏ rồi nó bỏ chứ nó không ăn. Kiến lửa cắn quá trời cắn. Kiến lửa kinh khủng. Rồi ra đi. Ngại ngùng gì không biết nữa. Nắng lắm rồi đó. Ra đi. Thôi tao dùng vũ lực mẹ. Rồi ra. Ngoan không? Gắn
Đúng rồi đó, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, tao thương. Rồi xong. Gắn lãi chồng bá luôn. Chỗ mình đa số gắn lãi, hổ hành với hổ ngựa nhiều. Con lãi thì thường nó ăn chim mà sao vô nó cũng thích vô chuột, nó quất chuột nữa. Mà cắn bỏ chết rồi nó bỏ rồi, chứ nó không ăn. Ý dạ, có hàng rồi nha, kệ nó có gắn là mừng rồi. Đây cũng gắn lãi các bạn thấy không? Chà ba luôn. Rồi để mình bỏ chuột vô đặt tiếp. Thấy có mùi gắn là thấy khoái rồi đó. Mong là hôm nay chúng mánh nha. Đây, các bạn nào muốn lội gạch với mình không? Bạn nào muốn tắm xong không? Tắm với mình nè. Yeah. Rồi, trời nóng nực quá, lội xong cho mát mẻ tốt. Quá trời nóng rồi, cho nó đã mát. Rồi. Thôi bữa nay nước nó cạn không lớn. Cái này mình đặt có đặt cái bẫy nè. Dở nặng nặng coi. Hốt hàng khủng cái coi. Bỏ dép xuống đây. Chỗ này đặt 2-3 lần rồi đó mà chưa dính con nào á. Chỗ này im lý tưởng mà cố luôn. Mà không có dính con nào. Hốt con nặng nặng chứ mấy cho nó bỡ mệt mới được. Tên. Bẫy này bữa đó người ta đi người ta không thấy đạp nó mới sẹo mình mới sửa lại. Nè nha, khúc à. Ủa, chuột mình còn luôn. Nó hello see you again mình luôn. Hay phát lượng cho nó luôn. Nhớ ăn cho khỏe, cho sức khỏe không. Gặp mấy chú gắn đi tới lui, nhớ mời nó vào uống trà làm đạo nha. Chỗ này ngon ghê hồn luôn á. Mình tham bao cũng lặng chú dính cho. Thế nào cũng lụm cái chắc. Hay, có bạn nào muốn lội gạch với mình không? Yeah. Giờ nắng nắng quá, nóng quá, nực quá, thôi lội gạch cho đã mát. Này, chút xíu nó lội nó chứ ngồi đi lại kia mình mới lội. Ở đây mỗi ngày nhà sát bên nhiều quá. Đó. Đây mình có đặt cái nè. Ve yeah, nó kêu quá trời kêu. Cái này thăng 2 lần rồi đó, chút quốc. Nặng cái coi. Quốc nè. Ủa, chuột mình. Ừ, con gắn hoành đó bạn ơi. Nhỏ xíu à. Chuột mình bị kẹt cái chân rồi. Đó. Ủa mà nó chút ép em. Cái này đem về mình nuôi luôn. Hên còn sống. Chỗ bị dướng kêu bên kia chứ nó không dướng kêu bên kia. Chắc gắn này nó xử banh ta lông luôn quá. Nó nhỏ. Phải 2.5 gram. Thôi chỗ bị dướng kêu tội quá. Thôi để mình bắt gắn xử lý cha này nha. Gắn còn sống thôi, nó gắn còn sống. Bắt gắn về mình nuôi nó. Hên chuột còn luôn. Ve kêu quá trời kêu. Giờ đi chỗ nào cũng ve kêu. Kinh khủng. Chỗ này trước dính cặp gắn hoành với mấy nè bạn. Vô một cặp á. Nặng cái coi. Không còn cái mấy đi đỡ mệt á. Nặng nha. Cuốc nè. Con chuột mình còn luôn. Nó hello see you again mình luôn. Rồi phát lương cho nó. Chỗ này dính 3 con rồi đó, vô một lượt lúc đó được một cặp. Cặp đâu 1-2 kg gì á, lần sau vô một con cũng 600 g. Cái này mình cứ đặt một cái nè, ổi trái thả. Nặng nặng cái coi, sáng giờ thất thu quá trời rồi, lỗi hết nổi rồi, nổi cũng hết nổi luôn. Cú nè. Ôi gắn hoa hành. Ôi gắn hoa hành nhỏ xíu chứ xình rồi. Ôi nay ngày gì vậy ta, thất thu mà gắn hô hành nhỏ chết nữa chứ. Ui, để em xử lý con này các bạn ơi. Buồn như côn chuồn chuồn luôn. Dạ. Ôi, chỗ này mình có đặt một cái nè. Nặng nặng cái coi. Lấy tiền xăng cái coi. Cái này mình thăm ở khu vực hơi xa xa. Cái này là bẫy mới mình luôn á. Mới xuống bữa đó. Cái đây khoảng 3 đêm à. Nặng nặng cái nhà hốt gắn chập ba lửa đó về con gắn không ăn chúa cho ăn khu quạt thấy bà luôn à. Quốc à. Ui, gắn hoành chập bá luôn các bạn ơi, quá đã quá đã. Ui con chuột mình nó không ăn cái ta. Ui gắn hoành chập bá luôn mà con chuột nó không ăn nè. Cái này mình gần cặp mặt lộn nha, mình nó nhỏ mình không dám nó lớn. Ui con gắn mẫu mẹ ơi, cái này con chuột nè. Đây mình mở bao đó, cái này cặp gặp chỗ này không có chỗ để luôn, mình nhắc đỡ vô cái bao ấy. Ui con gắn hoành bự lắm. Con chuột sao nó ăn luôn, thấy con chuột còn nằm đó. Mình nói nhỏ, gần cặp lộ xe, khổ chạy quá trời. Ui, con gắn bự chà bá luôn. Quá đỡ, quá đỡ. Này cái này khủng nữa rồi, tưởng đâu cái này thắt thu nữa chứ. Ui, con gắn mạnh các bạn thấy không. Có xe cộ chạy sùm nha, các bạn nghe thấy không.
con rắn đỏ ché luôn nè, con rắn nó bự. Con rắn này chắc mình đón trong khoảng 850 gram á, đang tranh thủ mình bắt ra nè, tại xe quá chứ xe. Quá đỡ, quá đỡ, quá hàng khủng rồi. Thôi mình tranh thủ bỏ vô, thằng gặp lộ nguy hiểm quá. Con rắn này mình đón khoảng 8,5 gram. Để chút về nhà mình căn thử cho bạn xem. Rắn đỏ ché luôn, quá đỡ, quá đỡ. Đây, chỗ này rồi mình đặt dính rắn hổ ngựa nè. Này bợ con hành khủng khủng rồi. Ê, nặng nha. Ê, mới bợ hổ hành bự ngon quá. Quá đỡ, quá đỡ. Tại nãy có gần một lộ xe quá trời đó, không bạn nghe không? Xe chạy kinh khủng. Còn nặng cái coi. Hốt con hổ hành thêm ký ký mấy nữa coi cho đã rồi. Cuốc à. Ù thêm con hổ hành nữa bợ ơi. Quá đã. Trời ơi. Này rồi dính hổ ngựa giờ dính thêm con hổ hành nữa quá đã. Để mình tranh thủ gì vô đây cái đã. Xe quá trời xe. Dạ dạ dạ. Sợ ta chú ý á. Xe quá trời. Nè hổ hành chập bá nữa nè. Trời ơi trúng bánh rồi. Không hai cái liên tiếp luôn, hai hổ hành chập bá luôn. Quá đã, quá đã. Bữa nay tưởng đầu sáng khúc nãy ban đầu tưởng đầu bữa nay thất thu rồi chứ. Hên hốt được mấy cuối, cái mấy cái gần cuối mình đỡ quá. Quá đã. Ủa, nặng lắm, mình thấy nặng cũng bự, con này mình thấy cũng bự lắm chứ không nhỏ. Cái này đó. Ôi, bữa nay hàng khủng rồi, một cặp khủng luôn rồi. Được gì thêm ghê à? Được nó chết nha. Ồ hên còn sống. Ôi con này cũng khoảng 800 gram nữa. Con này nhỏ hơn con nãy một chút. Quá đã luôn. Trời ơi thứ gì chịu nổi. Thôi trên hộ bắt ra thôi. Trời ơi mùa hôi nó đổ lập đập đập. Trời nó đang chuyển mưa âm u bởi vì sáng nãy nắng nóng. Giờ chuyển mưa âm u không có gió, nóng mực kinh khủng bạn ơi. Nè, con chập bá nãy nè. Giờ thêm con chập bá nữa. Ui, thứ gì chịu nổi. Quá đã, quá đã. Xe chạy quá trời. Anh thủ anh bắt nó ra. Ui. Ui, chưa chơi nghĩa các bạn ha. Đó. Vừa bắt ra ỉa. Không có đụng đụng cái đuôi nữa ỉa. Ui, ỉa gớm. Để làm gì? Đang ói chuột. Đừng nói ói chuột ra nha. Ui, nó đang muốn ói chuột ra các bạn ơi. Nó hả hỏng ói ra kìa. Kìa kìa. Gớm. Ý à. Ghê không? Ói chuột kìa gớm không? Rồi ra đi. Bỏ lên trên. Gớm. Con chuột ra gớm. Đó lú đuôi ra đó. Sợ nó chạy kéo ra sợ chạy. Cho nó tự bò ra đi. Ra đây nè. Đó đúng rồi đó. Ui chập bá ỉa gớm. Ủa quả đỡ quả đỡ. Con này ối ra thấy cũng nhỏ ta. Con này chắc khoảng 700 gram các bạn ơi. Quả đỡ hốt hai con này là được rồi. Này tưởng đâu về gắn không ăn chúa cho ăn khu quẹt thứ bà chứ. Rồi giờ mình bỏ chuột vô đặt tiếp thôi. Rồi cái tiếp theo luôn, mới cái dính gắn hoành luôn. Nãy giờ mình thăm hai cái dính hai cái rồi. Rồi lúc trước khi mình gắn dính là mình thăm mình như 6 cái không có con nào luôn á. Đó, mà thấy thằng canh đồng lúa đẹp kinh khủng không? Bên kia chuyển mưa đó, đang mưa đang thù lùi luôn á. Này đặt cầm lộ xe cọ chạy cơ không? Thăm cái này nó coi cái này mà hốt nữa là khóa kỷ lực luôn á, ba cái dính ba con luôn á. Đây mình có đặng cái nè. Thằng nặng cái nhẹ. Hốt con thằng khủng nữa coi. Này quá đã rồi. Cuốc nè. Ui con chuột mình còn luôn. Hello see you again luôn. Này phát lương cho nó luôn. Nhớ có sức khỏe nha. Chuột mình nuôi bởi vì nó u nu nút mà nó gắn hành nó khoái lắm. Yeah. Rồi, đặt lại. Thôi để mình nhét cái tủ cỏ lại cái này cặp bờ ruộng nó nguy hiểm quá. Ở đây mình có đặt con cái nè. Cái này lần lộ ta chạy tới chạy lui nguy hiểm quá. Nặng cái còi. Nặng cái nhẹ. Hốt thêm con nữa cho đã. Cuốc à. Ồ gắn hành mà. Nhỏ xíu. Chui hết chui, chui đầu ra. Con này chắc khoảng 300 gram. Vô nó quất con chuột mình luôn. Cái bẫy để lâu quá. Sao mà chuột cắn bao banh chạnh vậy.
bị gãy chân quay rồi. Chân quay bữa anh Long qua chơi á, anh đưa chân quay qua máy anh xài đỡ, chút xìu cũng gãy luôn. Anh tranh thủ mình bắt ra, gần chợ nguy hiểm quá. Đó, bò ra luôn đi, bò ra luôn đi. Ồ, con bự nha, con bay mửa ra mà. Trông thấy nhỏ vậy, ngoài bự ra. Ồ, cứng gì ta? Nó bị gướng hôm cỏ không? Ồ, con bự quá ta, bằng ký luôn chắc. Đó, đúng rồi, bò ra, đúng rồi. Đấy. Ồ, con này khoảng 300-400 gram à. Nó nuốt chuột, cái bụng chụp bá. Thôi mình tranh thủ mình bỏ vô nha, bỏ chuột đặt vô, tại gần chợ, gần cái đường quốc lộ nguy hiểm quá, xe cộ chạy tới quê luôn quá trời. Ở đây mình có đặt một cái nè, hết cái này là còn lại hai cái nữa là hết chuyến thăm ngày hôm nay các bạn. Nay mình thăm cũng ít rồi, mình tranh thủ về nhà mình đi mua chuột nữa. Chuột hết rồi, nặng rồi, hốt hụt cuối cái này mẹ nha, hốt con ký rưỡi hay gì là dạng hủ mang chúa, anh yêu anh yêu liền á. Cú mè chuột mình đâu có tiêu ta. Ủa, chuột mất bí ẩn quá lạ vậy. Ủa, chuột mất tiêu quá bạn ơi, chắc chết gã xác rồi quá. Thôi để mình thay chuột nha, giờ chuyện mưa đang thu luôn, mong tối nay quấn cơn mưa tầm tã, mai thăm bảy thế nào cũng trúng rồi. Rồi cái này là cái cúng cùi, là cái cuối cùng luôn. Ồ, các bạn thấy không, cái mưa đang thui. Đó, đường này dây cao thế nè, tối nay quấn cơn mưa tầm tã là mai thăm bắt đầu trúng mánh rồi nha. Rồi cái này cái cuối cùng luôn, hốt của chót cái coi. Con chuột cắn bao quá trời, thấy nghi chắc hiu quạnh quá. Nặng rồi, cút nè. Ủa, con chuột mình đâu ta? Chỗ này im quá, không thấy dính. Ờ, con chuột còn kìa. Hello, see you again mình. Rồi, phát lượng cho nó luôn. Nhớ ăn có sức khỏe nghe không? Gặp mấy chú gắn đi tới đi lui, mời nó qua uống trà đàm đạo nha. Bạn nghe tao thương. Cái này lý tưởng quá, thăm hai lần rồi, chứ quất ta. Chữ lại mới được. Thời buổi giờ giang hồ hiểm ác quá. Rồi để đi về nhà anh căng thử gắn được bao nhiêu. Bữa nay dính ít, bốn như bốn con, phải 5 con ta. Như vậy mà mấy con gái chết nữa, mà không có tính, mấy con chết mình dục á. Bây giờ bữa nay hên được hai con bự cũng đừng, để ngồi về nhà mình căng thử con bự được nhiêu. Rồi, về tới nhà. Ô, khăn nước quá các bạn ơi. Mời các bạn nha. Trà đá. Đã gì đâu á, đi thăm bãi gắn là mấy ngày nắng nóng nực quá đổ mồ hôi á, giờ uống nước kinh khủng, ngày nào uống cũng 2-3 lít nước hết trơn, bây giờ no nước vậy gớm xẹo à, trời là chuyển mưa tối thui luôn á. Mong là tối nay quấn cơn mưa tầm tã và làm sao thăm thế nào cũng có trúng nè. Ba mẹ mình ngay sau giường sâu à, chưa vô nhà đóng cửa rồi. À, để mình căng gắn thử là được nhiêu. Bữa nay dính nói chung cũng ít không nhiều, nhưng mà tương đối gắn bự bự không à. Mừng quá, có gắn bự, có gắn khủng á, hàng khủng á. Này, này con gắn lại với con mấy con hổ hành, còn nhận được hai gần cuối được hai con hổ hành bự, mừng quá trời mừng. Tưởng đâu bữa nay thắt thu mini nữa rồi chứ. À, các bạn theo dõi nè, kinh khủng không, ở nữ hoàng á, ba mẹ mình cũng cắt sót á, thằng thử cho hỏi này nhiêu. Thế tên em quên bỏ căng lên dễ quay chứ. Chậu này bao nhiêu đây? Tới tới đèn. Căng gắn thì tăng nổi. Ồ, gần 700 gram bạn thấy không? Kinh khủng. Hai trái này coi. Tới tới đèn. Trời ơi, hai cái, 1,3 kg ông nội mẹ ơi, hai trái ổi nữ hoàng. Nứt bọc luôn à, nứt bung nứt luôn, căng bọc luôn. Dễ sợ không? Các bạn nào muốn hỏi không? Rồi, giờ mình căng thử gắn nha. Đây còn gắn lại. Tới tới đèn. Nó lãi vậy là bự lắm các bạn, nó lãi thường thường nó không bự lắm. Ồ, 400 gram. Chiều lưới thì 350 gram. Nó lãi 350 gram. Đây, tên em cái này mới đã nè. Này gắn. Lưới gọn gọn lên. Tên 1,750 kg, gần 1,750 kg. Vậy là trừ bao lưới ra 1,7 kg đi. Đây gắn bao này bao nhỏ không à. Trời ơi, 1,7 kg nha, quá đã quá đã.
Cái 7 với cái kia 350 gram nữa thì tính ra cũng 2 kg rồi. Quá ấm, mùa này 2 kg là ngon lắm các bạn ơi. Cái này tính ra mình thăm khoảng 32, khoảng 35 cái, 32, 35 gì đó. Tại mình tranh thủ mình về mình đi lấy chuột, hôm nay hết chuột rồi. Để mình bắt gắn bự ra thẳng đi, mình bắt gắn bự ra, hoành bự ra căng thử được nhiều. Thử bắt gắn hoành bự ra. Còn gắn mối này, mình không có quay, gắn mối này để mình cho gắn hoành á, mình nuôi á, sẵn mình cho vô nó ăn. Con hoành nó khoái ăn gắn mối lắm. Khi mình thấy nó khoái ăn hơn chuột nữa đó, gắn mối á. Con gắn mối không có nhiều, không có công bắt ra, bỏ con gắn hoành vô luôn. Con gài bao mình mua nó bị hư quá trời, mấy bao trắng trắng á, nhầm khi mình mua để dành á, nhầm khi mấy hàng xóm rồi lại mua 1 con, 2 con á, nhậu á. Yết hết bao luôn, mấy cái bao xanh này là mẹ mình bả Mai á, mua lưới về cho bả Mai. Nên bắn gắn bự ra. Con này bự nhất không ta? Hai con nó tập nó ná nhau không? Ờ, như con này con bự nhất. Hên hốt được hộp cuối, mừng quá. Cái này là hai con bự là thăm kế bên luôn á, hai cái liên tiếp luôn á, là dính hai con bự luôn á. Trời nó mừng hơn là gì, tưởng đâu bữa nay về gắn không ăn chúa cho ăn khu vẹt thấy bà chứ. Ê, căng thử nhiều, ồ gắn mối nó sợ nhảy. Im coi, 800 gram gì con gắn hoa hành này 750 gram. Tại gắn mối chút xíu không có nhiều đâu, mình trừ bao lưới luôn không tới đâu, nhưng mà khoảng 750 gram. Ồ quả đã quá đã, con này 750 gram vậy con kia bán 700 gram. Ai mình kết thúc video đây, chúc các bạn xem video vui vẻ nha.